tôi làm lại một lần nữa nhá. Tôi làm lại một lần nữa này. Mục đích của chúng ta là sinh ra cái file composer.json này. Có nghe không? Một lần nữa tôi đuổi tất cả ra ngoài khỏi lớp này bây giờ đi nhé. Làm thì chẳng làm được, cứ loạn hết cả lên. Nói ra ngoài mà nói cho nó xong đi. Mở cái CMD ở trong cái thư mục này. Thư mục của chúng ta là thư mục nào thì chúng ta mở chi tiết ở mở cái thư mục ra bằng cái CMD ấy. Dễ cách dễ nhất là giữ shift chuột mở cái thư mục ra bằng cái Windows Explorer ấy, xong rồi giữ shift chuột phải, xong open command window here hoặc open PowerShell here. Xong rồi gõ tiếp là composer cách init. Thì nó sẽ sinh ra một cái một mấy cái câu hỏi để cho chúng ta hoàn thành cái config cho cái file composer.json. Đấy, ví dụ như đây là cái package name của chúng ta. Thì ở đây tôi đang đặt là gim.l11, các bạn có thể thay đổi nó đi tùy. Những cái trong cặp giống hoặc vuông này là những cái mặc định. Nó sẽ dựa vào máy của chúng ta để nó theo. Enter xuống description có thì viết vào, không có thì thôi. Author nếu có thì nó sẽ là cái mặc định này. Còn nếu không có thì chúng ta có thể viết là ví dụ như kiểu là chung nq cách ra dấu nhỏ hơn, sau rồi chung nq a@gmail.com đóng cái dấu lớn hơn vào, xong enter xuống thì nó sẽ pass qua được. Cái gì đấy chẳng? Chẳng hiểu lỗi gì. Đấy, minimum stability cái này bỏ qua, package bỏ qua, license bỏ qua. Would you like to define your dependency? Cái require ấy, tức là có cài thêm cái thư viện nào vào đây không thì mình không. Dev dependency, no luôn. Đấy là những cái thư viện cài cho môi trường dev chứ không phải là môi trường production. Tiếp theo confirm đi, generator thì chúng ta yes, đến đây yes thì nó sẽ tự động sinh ra cái file là composer.json trong project của mình. Tên, tác giả, require. Đấy, các bạn làm xong đi. Sau đó cái mục đích chính của tôi khi mà tôi dạy buổi ngày hôm nay với cái phần composer này, đó là nó sẽ giúp chúng ta require tất cả các cái thư viện nằm ở trong tất cả các class ở trong cái thư viện này vào trong một file. File đến sau này nó sẽ tự sinh ra nó tên là cái file autoload.php. Thì ở file index.php của chúng ta chỉ cần require duy nhất một cái file autoload đấy thôi, còn lại tất cả về thủ về sau chúng ta không cần phải sử dụng cái việc require đấy khi mà sử dụng các cái file load nữa. Khi mà muốn sử dụng cái load đấy chúng ta không phải require one nữa, mà chúng ta chuyển sang sử dụng cái namespace, use một cái namespace của đối tượng nào đấy là sử dụng thôi, chứ không cần phải require nữa. Thì ở đây tôi sẽ viết tiếp như sau. Phần này là autoload, string là autoload. Hai chấm ở ngoặc. Nếu tôi nhớ không nhầm thì PSR-4. Nếu như này thì hình như là như này. Thì tôi sẽ có cái namespace là, ví dụ tất cả những file controller này tôi sẽ đặt cho nó cái namespace chung là controller sược. Nó sẽ nằm trong cái thư mục là để tôi xem lại cái project kia xem nó để như nào ấy. Xếp qua để tôi xem lại của thằng Laravel xem nó như nào. Không nhớ lắm. Autoload PSR4 này, app sược, trỏ vào app. Thì chúng ta có cái namespace là composer ở controller sược thư mục controller sc, phẩy tiếp model sược
sẽ bằng với cái thư mục là mua đồ. Được chưa? Nếu mà thích có common này nữa thì tôi sẽ tiến hành là cái common này không phải là cái class. Vậy thôi. Chấm phẩy. Xong, chúng ta chỉ đi qua hai cái thằng này thôi. Cái này nó sẽ có quy định như thế nào, tác dụng của nó như thế nào. Thì là các bạn lưu ý tất cả các cái bước nằm trong cái thư mục controller này đều phải tất cả các cái lớp nằm trong khu vực controller thì sẽ là bắt đầu bằng cái namespace. Namespace sẽ bắt đầu bằng cái từ là controller. Tương tự như vậy, tất cả các cái lớp nằm trong cái khu vực module thì sẽ là bắt đầu bằng cái lớp module. Được chưa? Thì bây giờ sau khi config xong, chúng ta tiến hành chạy một câu lệnh là composer cách dump auto load. Cái gì? Tôi không thích trừ. Thiếu gì cách viết? Đăng 2.autoload cũng được. Đấy, nó sẽ sinh ra một cái dòng là generating autoload file. Tức là nó sinh ra cái file autoload rồi. Cái file này nó sẽ chủ động tự động là nó require tất cả cái file nằm trong cái phần autoload của chúng ta biết ở trong code ấy, ở trong file controller thì sao? Nó đi quay hết vào trong một cái file nó sinh ra. Đó là file đến tên là cái file là autoload nằm trong thư mục vendor này. Đây, nằm trong thư mục này. Và bây giờ cái việc của chúng ta ấy, khi mà làm project này, các bạn sinh ra được chưa? Bây giờ việc của chúng ta ấy, đó là thứ nhất là chúng ta ở cái index.php này, chúng ta không phải require những cái file home, password, cái gì controller này nữa. Bỏ qua đi, không phải làm những cái việc này nữa, mà chúng ta chỉ require one, duy nhất một file thôi, đó là file vendor.autoload.pp trong này thôi. Và ở đây tôi muốn sử dụng cái home controller đúng không, thì tôi sẽ viết ở đây là use controller home controller. Ở dưới tôi có sử dụng thêm là có mỗi home à? Có product controller. Đây có forward password controller. Thì tôi sẽ sử dụng ở đây là use controller sược forward password controller. Cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái cấu trúc của cái file này. Nếu mà phần ví dụ phần forward password controller này mà tôi làm như sau. Nếu tôi tiến hành tôi tạo một thư mục mới tên là auth, sau đó tôi bê cái đâu nhỉ, project của mình đâu nhỉ, đây pp2 đây nhá, controller này, trong này nó sẽ có cái auth này, tôi bê cái forward password controller tôi đưa vào trong cái thư mục auth kia, bỏ xong vào ta, đây tôi nhét nó vào trong này, các bạn thấy nó sẽ vào trong này. Thì tôi sẽ phải viết là controller sược auth sược forward password controller đều theo đúng cái cấu trúc project của chúng ta. Thì ở đây cái forward password controller này tôi cần phải tiến hành như sau. Ở trong này tôi sẽ cần phải namespace là controller sược auth. Được chưa nhỉ? Namespace sược controller sược auth. Ở đây tôi dùng cái thằng base model, base controller này đúng không? Thì tôi tiến hành là thay cho cái việc require này, tôi sẽ use
cái controller sược base controller chấm phẩy. Cái clip này chúng ta tạm thời bỏ qua tí nữa, tôi sẽ cài lại cái thằng này bằng composer sau. Cái model này chúng ta cũng có thể là sử dụng cái phần kia được, bằng cái việc use kia thì chúng ta use cái model sược forward password chấm phẩy, model sược user như thế này, bỏ qua hết phần này đi. Đó. Và tôi làm cái việc này với tất cả các cái thư mục khác, ví dụ như kiểu là các cái file khác, ví dụ như base controller thì tôi cần phải thêm cho nó cái namespace. Namespace là controller chấm phẩy như này. Bởi vì nó không nằm trong thư mục con nào khác của cái thằng controller, cho nên tôi viết thẳng là controller luôn. Home controller cũng vậy. Và ở đây cái model này tôi cũng tiến hành là sử dụng cái use x nào. Ở đây use model user, use model category, use model product. Dưới này cũng vậy, product controller thì tôi sẽ có cái namespace. Namespace là controller. Cái việc này là chúng ta phải tự chủ động viết ra, chứ không ai giúp đỡ chúng ta được cả. Use model user. Sau đó xuống đến model thì base model của chúng ta cũng phải có namespace. Namespace bằng model. Category cũng vậy. Và chúng ta thay cho cái việc là require one này. Thay cho cái việc require one này thì chúng ta use model sược base model như này. Hoặc là nếu mà không cần use cũng được, bởi vì hai thằng này nằm chung trong một namespace, cho nên nó tự động nó tìm cái base model này có trong cái thư mục model này hay không, bởi vì chung một namespace nó sẽ tìm trong cùng thư mục luôn. Forgot password cũng vậy. Đó, xong. Bây giờ chúng ta tiến hành chạy lại cái project của mình xem nó có chạy được không. Thì vào localhost sược L11. Model base, model not found, product controller dòng 9. Product controller dòng 9, product PP dòng số 9. Base model có mặt, namespace model product extend base model. Sheet class model base model. Đây chúng ta chưa thêm namespace vào. Thank you.
Để tôi coi lại xem là cái index nó về đâu đã nhá. Index này về home controller này. Controller index này. Use model, user, category, product. Cái này bỏ đi, chúng ta use cái controller, use base model luôn. Cái này chắc là không sao. Ồ, vẫn lỗi. Class model, base model not found ở trong cái file product dòng số 9. Đây, base model. Đúng không? Extend base model. Hay trong này mình còn lỗi gì nhỉ? L11. Đúng rồi. Không phải, module S đây đây. Base module 7 nhỉ. Module. Tất cả phần này bằng module này. Index vào đây này. Controller. Tạm thời để đây đã. DD là cái gì đã? Lỗi luôn. Lỗi một cục luôn. Extend base model. Khổ ấy. Base model. Rồi rồi, để tôi test lại phát ra nhé. Index này. Vendor auto load. Controller home controller. Có thể là cái file auto load bị lỗi đây rồi. Tạm thời bỏ cái này đi đã. Lỗi gì ấy? Để coi đã. Rồi, để tôi thử xây dựng cái cấu trúc thư mục mới. Chúng ta sẽ có cái thư mục là app này. Trong app nó sẽ có cái thư mục là controller. Thư mục là model. Thư mục là view. Ở ngoài này chúng ta sẽ có cái file index. Ở phía ngoài, xong. Ở đây chúng ta trong app này chúng ta sẽ có thêm cái thư mục chúng ta sẽ có thêm cái thư mục là helper. Helper. Chúng ta xử lý nó sau. Để tôi xây lại cái composer nhá. New file đây là home controller .pp. Home controller .pp này.
namespace. Namespace đây là app sược controller. Home controller đây là hàm index. Và một xong. Chúng ta sẽ có cái composer sinh ra ở đây. Autoload PR4 app này xong. Sau đó mình sẽ tiến hành là đi copy node lại cái file index. Cái gì vậy hả Doãn? Mày rất nhiều lý do các bạn ạ. Cái lúc kiểu dạng để ý nhá, đây cũng vừa là món nói vui vừa là cảnh cáo ấy. Những cái lúc dạng kiểu là bao giờ đi làm ấy, nhìn thấy mặt sếp nó khó đăm đăm mà kiểu là cốt đéo được ấy, mà mày cứ ngồi mày cười khanh khách ấy. Thật, đây là sự thật ấy. Mày ngồi mày cười khanh khách ấy, không biết lúc nào bay từ cái tầng 6 hoặc là tầng 10 bay xuống không. Thật đấy. Để ý làm gì là cũng phải để ý xung quanh, không phải bảo là ông phải sợ sệt cái gì cả, nhưng mà làm cái gì cũng phải đúng nơi đúng lúc thôi. Ông đặc biệt là có cái trò đấy, lúc nào cũng trong cái tình trạng là mình làm xong rồi, xong mình ngồi mình cười lại cãi, chưa nói xong đã cãi xong. Ở nhà cũng hay cãi nha, cãi các cụ thế ở Doãn. Vừa nói chửi xong, chưa nói xong đã cãi xong. Xong lại ở nhà cũng hay nói các cụ thế, đúng không Doãn? Dạ không ạ luôn. Không bao giờ bỏ được cái thói đi. Rồi. Ở đây tôi sẽ tiến hành là, nó chưa sinh ra file đúng không? Tôi tiến hành luôn là composer dump autoload. Ôi giời, dòng 14 composer đây, dư cái dấu chấm phẩy, dấu phẩy. Rồi xong. Thì ở file index này tôi tiến hành là require one cái file vendor sược autoload .php xong. Ở đây mình sẽ switch case. Switch thì chúng ta cần dùng thằng home controller này đúng không? Thì home controller chúng ta tiến hành là trước khi dùng nó thì chúng ta use cái app sược controller sược home controller nhét vào đây. Thì ở trong cái hàm index này tôi đang xử lý là tôi sẽ hiển thị ra cái vadam 1, được chưa? Bây giờ tôi sẽ tiến hành chạy nó như sau.
app controller home controller not found. Sao không chạy được nhỉ? App controller home controller not found. Sao quả này lại fail nhỉ? Require vendor này. Auto load này. Mọi lần mình làm có vấn đề gì không? Vendor auto load.php use app controller home controller. Bậy thật. Copy này. Paste này. Đúng rồi mà. App controller nó found. Điên mẹ rồi. Hay là ở trong này là phải controller SC. Không phải điên thế chứ. Và đào index. Ôi. Nó phải chuyển biến thêm một cái. Cày lại. Tại sao lại thế nhỉ? Không nhớ cái này lắm. Cái thư mục có chữ SC. Hình như cái này nó phải trùng tên thư mục. Công ạ. Lâu lâu tôi không test cái này. Nên là bị quên mất. Tốt nhất là chúng ta có bỏ cái SC đi. Tôi không thích dùng cái này lắm. Chúng ta để nó là SC, không có SC bình thường nhé. Đấy, ra một rồi đây. Thì hãy lưu ý khi sử dụng DT nhập lẫn. Thường thường ấy, là cái app này nếu nhiều cho tôi nhiều hơn thì cái app này nó là cái bắt buộc là tên thư mục cộng. Sau đó đến cái tên thư mục tiếp theo là các thư mục chọn làm sao. Thực ra cái này nó chỉ đơn giản là nó thay thế cái đường dẫn đến file nào thôi. Nhưng mà cái này nó hơn so với cái đường file bình thường của chúng ta ở chỗ là nó là namespace. Mà namespace thì nó khi chúng ta sử dụng namespace thì nó cho phép chúng ta là rằng sử dụng những cái lớp của cụm tên ở những thư mục khác nhau. Thì khác nhau nó còn lợi ích hơn cái việc require ở chỗ đấy. Đó thì rồi tìm ra nguyên nhân rồi thì lại không cũng không phải làm lại. Tôi đi copy lại cái thư mục model cái thôi, copy lại cái model và paste sang bên này. Rồi, paste sang bên này và tôi đổi tên cái model này chuyển thành model bình thường cho đỡ ghép. Đây base model thì chúng ta sẽ có cái namespace cho nó. Namespace là model. Đó, mới được. Khổ. Đấy, require cái base model này thì chúng ta chỉ đơn giản tiến hành là use base model như này cũng được, bởi vì hai thằng nó này nó nằm cùng trong một namespace cho nên chúng ta không cần phải require chính xác đến cái model của nó, chúng ta chỉ cần đơn giản use base model vậy cũng được. Hoặc nếu mà muốn viết đầy đủ, bạn muốn viết đầy đủ thì có thể là app model sược base model. Đấy là nếu cũng cần viết chính xác. Đây là trong user đúng không? Thì product. Forgot password.
category. Base model xong. Thì bây giờ tôi sẽ ở trong cái home controller kia, tôi tiến hành là lấy ra cái product chẳng hạn. Đây là biến product bằng là product 2.2.all. Như này có được không? Này có ra kết quả không? Vì sao không? Namespace của cái gì? Namespace của gì hả Tiến? Đúng rồi, này không ra. Nó sẽ báo lỗi. Nó sẽ báo lỗi là không tìm thấy cái lớp product này nằm trong cái namespace là app controller product. Đây này. Class app controller product not found. Thì chúng ta hãy lưu ý khi mà sử dụng cái lớp nào, bởi vì chúng ta đã chuyển sang hoàn toàn sử dụng namespace rồi. Cho nên là nếu mà muốn chúng ta muốn chạy như này cũng được. Chạy như này cũng được, nó không báo lỗi là không tìm thấy đâu. Mà là nó sẽ chủ động nó tìm ở trong cái namespace cùng tên với cái lớp đang được thực thi. Và tìm trong app controller xem có cái lớp nào tên là product hay không. Nếu mà có thì nó sẽ tiến hành nó sử dụng cái lớp product ở trong cái namespace là app controller product luôn. Còn nếu mà chúng ta muốn nó sử dụng chính xác là cái product nằm ở trong app model product thì chúng ta phải use nó ở trên này. Use app model product như này mới ra này. Lại app model base model not found. Thằng base model này rất có vấn đề luôn. Bậy thật. Đây là public. Nhiều thế. Hết rồi. Không phải, cũng không phải, lỗi mẹ gì nhỉ? Not found library app model product. Đấy, mình tự làm ra thì nó khổ lắm. App model đây. Không, từ bình tĩnh. Uncut, lỗi khác rồi, chuyển sang lỗi khác là thành công à? App model product not found thì có thể là do đây, sai một loạt luôn. Đúng rồi, nó sượt đúng rồi. Ông ngu là phải sửa. Còn may mà lỗi mà chúng ta nhìn thấy ấy. App model PDO, tốt. Cái PDO này chúng ta có định nghĩa không? Không. Cái PDO là lớp của PP cung cấp đúng không? Muốn sử dụng thì use PDO. Xong. Đúng không? Thì biết là những cái sử dụng cái này là những cái thời điểm ban đầu chúng ta có biết nó sẽ khá là nhiều những cái lỗi mà chúng ta gặp phải. Thực ra là tôi tự sửa code của tôi thôi, nhưng mà nhiều cái tôi không nhớ hết được, cho nên gặp đâu mình sửa đấy thôi. Đấy chưa? Bây giờ tôi muốn các bạn lưu ý này, đây là cái phần namespace ở trong project của mình nhá. Thì bây giờ các bạn thấy tôi cấu trúc lại cái project này. Tôi có một cái thư mục app. Trong app của tôi chứa nguyên vẹn NPC. Đấy chưa? Trong cái app của tôi chứa nguyên vẹn NPC thì các bạn nên đưa nó vào trong. Chúng tôi giờ các bạn làm được cái việc là move toàn bộ cái MVC của các bạn vào trong cái thư mục app. Nên thôi, các bạn không làm thì không sao cả. Để cho nó dễ quản lý hơn khi mà đưa vào đây.
Ngoài ra các bạn hôm trước còn nhớ cái lớp là util của tôi nằm trong common không? Đây này, cái lớp này, đây này, common này, có cái lớp util này, đúng không? Thì chúng ta bởi vì nó không cái lớp util này, nó là những cái hàm tiện ích mà chúng ta làm ra, cho nên là tôi tách hẳn ra một cái thư mục riêng, là cái thư mục tôi sẽ sử dụng nó ở trong phần member kìa, được chưa? Tôi sẽ nhét nó vào đấy. Nếu mà trong trường hợp các bạn sử dụng cái util này giống như là ở project cũ, cái util này thực ra nó chỉ là một cái file chứa toàn là các cái ấy thôi, đúng không? Toàn là các cái function dùng chung thôi, đúng không? Thì bây giờ tôi cũng bê cái này tôi vứt sang. Util.php xong từ page sang đây. Thì cái này product model đúng không? Thì tôi sẽ sử dụng chuyển sang sử dụng là namespace use model app sược model sược product. Thì này, thì mới dùng được thằng product. Thế nhưng mà bây giờ các bạn sử dụng bê cái thằng này vào trong cái thằng index kia như nào? Bê ở đây đặt đâu? Đặt đâu? Các bạn theo nếu theo đúng lý thuyết thì các bạn phải đặt ở đây này. Require one cái file là helper sược util.php như này, đúng không? Đúng không? Này nó mới chạy được. Ví dụ tôi util xong tôi tiến hành dd1 ra đây chẳng hạn. Bởi vì tôi có hàm dd rồi mà. Nó là số 1 ngay. Nhưng mà chúng ta chẳng tội gì phải làm cái việc này cả. Nó đã có cái auto load của composer rồi, chúng ta sẽ có thêm một phần nữa. Đây các bạn nhìn thấy đây, nó có cái phần file. Nó có sẵn cái file cho chúng ta. Tôi viết luôn PR4 đúng không? File là helper sược util.php và viết nó ở phía dưới của cái PR4 này. Tức là nó sẽ vẫn thêm vào trong cái file autoload include a require vào trong file autoload. Và nó sẽ nằm sau ở cái app PR4 app các cái lớp của app của chúng ta. Thì bây giờ tôi tiến hành sao? Name cái gì, cái này làm gì có phải là lớp đâu mà name. Chúng ta chỉ đơn giản là bỏ cái này đi. Nghe xong và chạy lại cái autoload. Ok. Xong. Bây giờ chúng ta reload lại trang. Không cần phải require đúng không? Mà vẫn chạy được cái hàm DD. Thì đấy là nhét thêm những cái file dùng chung vào trong phần helper ở trong composer. Thế này là xong. Được chưa nhỉ? Các bạn tự chuyển nhá, về xem lại video và tự chuyển phần này nhá. Không phải là video nào. Chuyển nó sang. Đây là thêm một phần nữa ở trong composer này. Hôm trước chúng ta đã sử dụng một cái thư viện tên là gì nhỉ? Mail PTMailer, đúng không? Thì chúng ta phải tải nó về trong project của mình để xài. Bây giờ coi này. Với composer tôi tìm thằng PHP Mailer nhé. Đây đúng không? Chính nó đúng không? Chúng ta coi ở dưới này. Cái đoạn cài đặt ấy. Nhìn thấy gì không? Installation and loading. Copy cái này, các bạn có thể copy cái này vào trong phần require hoặc chạy câu lệnh là composer require PHP Mailer. Tôi làm theo cách thứ nhất trước nhé. Composer gì sẵn này đúng không? Các bạn nhìn theo require nhé. Viết vào giữa. Được chưa? Chạy câu lệnh. Nếu mà các bạn viết kiểu này, các bạn cứ bệt xuống thôi, kệ nó. Chạy câu lệnh là composer install. Vì của mạng, vì của máy. Rồi bắt đầu rồi. Cái này, cái composer install ấy, nó sẽ đọc nội dung trong file composer json của chúng ta. Đây, nó đọc vào trong file composer json này. Cái đoạn nào là require hoặc là dep, require dep
thì nó sẽ, đây là tên thư viện, các bạn lưu ý nhé, đây là tên thư viện nó đã đưa lên và đăng ký trên GitHub rồi, thì tức là nó đã đăng ký cái thư viện của nó với bọn composer. Sau đó chúng ta hoàn toàn phải viết tên thư viện và phiên bản thư viện vào đây và chạy cái câu lệnh là composer cách install để tải cái thư viện về. Nó sẽ tải vào trong cái thư mục là vendor này. Tí nữa tải xong các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ xuất hiện cái thư viện này ở trong này và chúng ta không cần phải tải về và đưa vào trong thư mục lead như hôm trước chúng ta làm nữa. Mà chúng ta chỉ việc muốn dùng thì chúng ta chỉ việc đơn giản là use cái namespace của nó mà thôi. Chờ tí. Đấy, nhìn thấy PP Miller chưa? Vừa bật ra đấy. Xong. Nó tự động nó generate lại cái file autoload file của chúng ta luôn. Thấy chưa nhỉ? Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai, ví dụ tôi muốn sử dụng cái thư viện là Blade Zen Sensor Blade View. À, đâu nhỉ? Chẳng biết. Blade NC. Okay. Tên thằng này thì khó viết lắm. Zen. Đây rồi, đây rồi. Tên thằng này rất khó nhớ luôn. Bố khỉ. Đây ví dụ tôi sử dụng này. Thì tôi sẽ sử dụng cách thứ hai là Composer Require. Copy cái đường dẫn này. Paste xuống đây. Chờ tí, nó sẽ tải cái thư viện này về cho chúng ta và đưa vào trong đấy. Cái thư viện này để buổi sau tôi sẽ hướng dẫn chúng ta làm. Nó rất là hay. Lầu thê. Bạn với mẹ. Đấy, xong rồi đấy, sắp xong rồi đấy. Xong. Tải xong thì chúng ta nhìn lại cái file Composer gì xong. Nó tự động nó thêm cái thư viện này vào đây. Được chưa? Đó, xong bây giờ nếu mà chúng ta muốn sử dụng lại cái gửi mail đúng không? Thì tôi sẽ update cái file index. Đây. Tôi sẽ
duplicate lên, nên là sửa và send mail. Tôi new composer index hòa hàm là hàm send mail. Xong tôi tạo ra cái hàm trong composer gì sao, home controller, duplicate lên hàm là hàm send mail. Bây giờ tôi bê lại cái nội dung của cái file send mail hôm trước vào đây. Copy hết cái mớ này. Paste vào đây. Rồi. Vẫn như cũ đúng không? Thiếu mỗi cái file thì tôi không upload file nữa, tôi chuyển như này thôi. Và ở đây tôi có cái thư viện ppmailer tôi chưa biết lấy ở đâu. Thì tôi sẽ tiến hành như sau. Các bạn để ý cái namespace ở trên nó use hai cái exception và mailer đúng không? Copy luôn. Use nó lên trên này. Và bây giờ tôi tiến hành gửi mail. Sược. Send mail. Ôi giời ơi. DD ở dòng nào đây? Utin dòng 36. Ủa? Viết gì? Cannot redeclare. Không viết nữa. Đang xem này. Ồ, fail. À, cái mail. Chung. Đưa mail đây. Tiến. Lại đổi tiếp. Pass là gì? Đây. Cái gì? Đây à? Đúng chưa? Sai thì mày liệu hồn. Ông trôn rồi à? À nhầm. Viết nhầm. Thôi được rồi. Quá vất vả. Được chưa? Mail content tiến NV xong. Đấy. Thì đấy là chúng ta sử dụng cái thêm cái composer này vào trong project của mình. Làm việc nó rất là dễ dàng. Được chưa? Rồi làm đi, chuyển đi. Rồi buổi sau, buổi thực hành sau tôi sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng những cái thư viện khác vào trong project của mình để làm project của mình nó phong phú hơn.